Con gái nuôi Phi Nhung một thời đen nhẽm nay lột xác. Hình ảnh lột xác ngoạn mục của con gái nuôi Phi Nhung khiến dân tình trầm trồ. Mới đây, trên trang cá nhân, con gái nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung, ca sĩ Phạm Thiên Ngân đã chia sẻ hình ảnh ngày ấy bây giờ khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng. Theo đó, thời xưa, Phạm Thiên Ngân có vẻ bề ngoài đen nhẽm. Song sau một thời gian, đến hiện tại, cô nàng đã có thể tự tin với làn da trắng sáng. Cô cũng không ngần ngại diện trang phục váy bó sát, khoe đường cong cơ thể. Hình ảnh lột xác ngoạn mục của con gái nuôi Phi Nhung khiến dân tình trầm trồ, dành những lời khen cho sự thay đổi của Phạm Thiên Ngân. Lột xác đỉnh quá, ngày một xinh đẹp nhe Thiên Ngân, ngày ấy với bây giờ khác quá, là một số những bình luận mà cư dân mạng để lại dưới hình ảnh của ca sĩ Phạm Thiên Ngân. Phạm Thiên Ngân sinh năm 2003, trong gia đình có 6 chị em ở Đồng Tháp. Gia cảnh khó khăn nên nữ ca sĩ phải sớm ra đời phụ giúp bố mẹ kiếm tiền nuôi các em. Sau khi tham dự một chương trình về Bolero, cô được Phi Nhung nhận làm con nuôi. Cô nàng sau đó được Phi Nhung dìu dắt, tham gia những show diễn trong và ngoài nước. Hiện tại, ngoài thời gian đi học, Phạm Thiên Ngân thỉnh thoảng đi hát cũng như kinh doanh online để trang trải cuộc sống. Hiện tại tôi tự kiếm tiền để trang trải học phí cũng như lo cho cuộc sống nên đôi khi cũng áp lực và khó khăn. Nhưng dù khó khăn đến mấy, tôi vẫn quyết tâm học đến khi ra trường vì tôi đã hứa với mẹ Phi Nhung. Bây giờ ưu tiên của tôi là việc học và sẽ cố gắng học đến khi tốt nghiệp, Phạm Thiên Ngân bày tỏ.